Không ạ. À? Thế hả? 4 ngày rồi chị ạ. Giỏi thế. Thế trong quá trình mấy ngày bỏ thuốc rồi có khó khăn gì không? Thì cái thay đổi thói quen thì sáng ra thì lao tắm rửa để hơi bị ngại một chút. Rồi đến thì mọi người chung một cái thấy môi trường bạn bè quanh nó là thuốc nó bay vào thẻ cứ thẻ em bây giờ thì cố gắng quyết tâm nhưng mà không biết tháng nữa thì như nào không cố gắng xem. Thế cái lúc bạn bè mình nó mời ấy, thì làm cái nào thì chối được không? Như em thì mùa làm việc nó rủi không ra nhưng mà lúc chị ở một hàng có làm điếu tại vì nó cứ rụt ra là chuyện thì hồi giả. Nếu vậy là trong cái thời gian đầu của mình bỏ thuốc ấy, vâng. Thì cái việc cũng tại người ta thì nó cũng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên là mình cố gắng để vâng. Mình làm tránh cái việc mình tiếp xúc mắt với cả thuốc thì cái khả năng mình cai thành công cao hơn. Tức thì vâng. Ngoài cái em bị các bạn nó rủ dê ra thì bọn mình có khó khăn gì nữa không? Gia đình thì vợ em cũng ủng hộ thôi, còn là khó khăn thì em thấy chủ yếu do em thấy là thèm thấy thiếu thiếu và thấy nói chung là cảm thấy là cái việc này không biết là kéo dài đến đâu nữa. Thì mình cứ cố gắng. Vâng. Chứ khi mà qua được cái giai đoạn ban đầu cho quên cái cảm giác thèm thuốc thì nó sẽ đỡ hơn. Vâng. Đấy buổi sáng ấy vẫn làm theo cách mà thông thường là tắm rửa đánh răng này, không ra thì tập trung vào xem TV thôi. Còn buổi trưa thì trưa là lúc hút nhiều nhất thì ăn cơm xong thì không uống chè nữa, không uống thì không đi trà đá nữa, thì lên đi ngủ trưa. Vâng. Thế bây giờ cảm thấy thế nào? Ui mấy ngày rồi cũng thấy thèm thuốc kinh khủng, thấy cơ thể nó mệt lắm chị ạ. Người đi cũng bình thường thôi. Vâng. Nó qua 2-3 tuần là nó qua thôi. Và lúc đi sẽ không còn cảm thấy thèm nữa đâu. Vâng. Nhưng mọi người cũng vẫn tiến triển rất là tốt thì cứ cố gắng. Sau rồi mấy nữa thì chị sẽ quay lại để em nhìn cho được. Vâng.